Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, cuộc không kích bằng tên lửa mới nhất của Iran và Israel được cho là diễn biến nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng ở Trung Đông. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Israel cho biết, Iran đã ổ ạt phóng khoảng 180 tên lửa đạn đạo trong tối ngày 1 tháng 10 vào nước này. Phía Israel khẳng định, phần lớn tên lửa Iran đã bị đánh chặn bởi hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel, Mỹ và Jordan triển khai. Xong theo đoạn video do hãng thông tấn bán chính thức Tasnim công bố hôm 2 tháng 10, khi nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Sada Salami cho biết 200 tên lửa đã được phóng đi trong chiến dịch tấn công vào Israel. So với đợt tấn công hồi tháng 4, cuộc không kích mới nhất của Iran vào Israel là nghiêm trọng hơn nhiều. Vụ việc còn làm gia tăng nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng ở Trung Đông, giữa lúc tình hình khu vực đang cực kỳ căng thẳng. Theo báo cáo vào năm 2021 của dự án mối đe dọa tên lửa thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Tehran đang sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều tầm bắn khác nhau. Con số chính xác cho từng loại tên lửa của Iran vẫn chưa thể xác định. Song tướng không quân Kenneth McCarthy từng nói với Quốc hội Mỹ vào năm 2023 rằng Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo. Quỹ đạo của tên lửa đạn đạo đưa chúng ra ngoài hoặc gần giới hạn của bầu khí quyển trái đất trước khi đầu đạn tách khỏi tên lửa để bay lên cao và sau đó lao trở lại bầu khí quyển để hướng tới mục tiêu. Sau khi xem các video về cuộc tấn công mới nhất của Iran vào Israel, giới chuyên gia phân tích vũ khí chia sẻ với CNN rằng Iran đã sử dụng các biến thể của tên lửa đạn đạo Shahab-3. Theo ông Patrick tại Dịch vụ Nghiên cứu Vũ khí Ares, Shahab-3 là nền tảng cho tất cả các tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu lỏng của Iran. Còn theo dự án mối đe dọa tên lửa, Sahaba được Iran đưa vào sử dụng vào năm 2003, có thể mang đầu đạn nặng từ 760 đến 1.200 kg. Tên lửa có thể được phóng từ các bệ phóng di động hoặc hầm chứa. Trong khi đó, trang web Iran Watch tại dự án kiểm soát vũ khí hạt nhân Wisconsin cho biết, các biến thể mới nhất của Sahaba là tên lửa GAP và Emad. Song theo truyền thông Iran, Tehran đã sử dụng tên lửa mới fata 1 trong cuộc tấn công vào Israel. Tehran mô tả fata 1 là tên lửa siêu vượt âm nghĩa là nó di chuyển với tốc độ man năm có thể lên tới 6.100 km một giờ. Nhưng tên lửa được gắn nhãn siêu vượt âm cũng rất khó bị bắn hạ. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng tỏ ra nghi ngờ về việc Iran sử dụng tên lửa lần đầu tiên để tấn công Israel trong đêm 1 tháng 10. Thưa quý vị, khi Israel cam kết sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào tối ngày 2 tháng 10, nỗi lo bùng nổ cuộc chiến toàn diện đã gia tăng, đe dọa trực tiếp đến sinh mạng của người dân trong khu vực. Trước tình hình đó, một câu hỏi đã được đặt ra rằng điều gì đã châm ngòi cho cuộc chiến của Israel ở Gaza gần một năm trước, từ đó lan rộng thành cuộc xung đột hiện nay. Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah và Israel bắt đầu đọ súng. Chỉ một ngày sau khi phong trào Hamas tấn công miền nam Israel, cuộc giao tranh đã khiến 1.139 người thiệt mạng và trên 200 người bị bắt làm con tin. Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã bắt đầu đỏ súng qua biên giới. Kể từ đó, Tel Aviv đã dồn dập tấn công giải Gaza để trả đũa cuộc chiến đã kéo dài gần một năm. Cho đến nay, cuộc xung đột ở giải Gaza đã khiến ít nhất 41.000 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Trong ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah cho biết phong trào này đã phóng tên lửa dẫn đường và nã pháo vào ba căn cứ quân sự ở Siba Farms, khu vực biên giới, để thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine. Được biết Shiba Farms, khu vực do Liban tuyên bố chủ quyền đã bị Israel chiếm đóng trong chiến tranh 6 ngày vào năm 1967. Sau đó, quân đội Israel tuyên bố họ đã nã pháo đáp trả một khu vực của Liban, nơi đã xảy ra các cuộc khai hỏa xuyên biên giới. Kể từ đó, hoạt lực xuyên biên giới vẫn tiếp diễn gần như hàng ngày. Hezbollah, phong trào thành lập vào năm 1982 để chống lại cuộc xâm lược và chiếm đóng miền nam Liban của Israel cho biết, họ sẽ chỉ ngừng tấn công Israel sau khi Tel Aviv chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Theo dữ liệu về địa điểm và sự kiện xung đột vũ trang, từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đến ngày 6 tháng 9 năm nay, trong số 7.845 cuộc tấn công giữa hai lực lượng, có tới 82% cuộc tấn công do lực lượng Israel thực hiện. Ít nhất 646 người Liban đã thiệt mạng trong thời gian diễn ra cuộc tấn công. Hezbollah và các nhóm vũ trang khác cũng chịu trách nhiệm đứng sau 1.768 vụ tấn công, khiến ít nhất 32 người Israel thiệt mạng. Ngày mùng 1 tháng 4, Israel tấn công lãnh sự quán Iran tại Damas, Syria. Lãnh sự quán Iran tại Damas đã bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel, khiến 13 người thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy cấp cao IRGC, thiếu tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó của ông. Israel từ lâu đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran tại Syria, nhưng cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Tel Aviv chọn mục tiêu là khu phức hợp ngoại giao. Iran đã thề sẽ đáp trả. Ngày 13 tháng 4, Iran phóng 300 tên lửa, thiết bị bay không người lái về phía Israel. Gần 2 tuần sau vụ tấn công khốc liệt vào lãnh sự quán Iran tại Syria, Iran đã phóng loạt tên lửa và thiết bị bay không người lái vào Israel. Đây là lần đầu tiên Iran nã tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, theo quân đội Israel, phần lớn các quả đạn từ Iran đã bị chặn bên ngoài biên giới của quốc gia này với sự hỗ trợ của Mỹ, Vương quốc Anh và Pháp. Jordani cũng đã giúp bắn hạ một số tên lửa bay qua không phận của nước này. Đáng chú ý, một bé gái Israel 7 tuổi đã bị thương nặng do các mảnh vỡ tên lửa từ vụ tấn công. Một số người khác bị thương nhẹ. Theo các quan chức Mỹ, cuộc tấn công trên không của Iran kéo dài 5 giờ. Ngày 31 tháng 7, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát. Dạng sáng ngày 31 tháng 7, thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh đã bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran khi một cuộc không kích nhằm trúng tòa nhà nơi ông đang ở. Hamas và Iran đổ lỗi cho Israel đứng sau vụ ám sát, xảy ra chỉ vài giờ sau khi Israel nhắm vào một thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah tại Beirut. Được biết, ông Hanije đã có mặt tại Tehran để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày hôm trước. Cảnh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Qassam cho biết vụ ám sát thủ lĩnh Hanije đã đưa cuộc chiến với Israel lên mức độ mới và cảnh báo về hậu quả to lớn đối với toàn bộ khu vực. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Tehran có nhiệm vụ đáp trả và thề sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Theo đó, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, Israel đã liên tục không kích Liban khiến trên 700 người thiệt mạng. Vào ngày 23 tháng 9, quân đội Israel đã tiến hành hơn 650 cuộc không kích và khoảng 1.600 mục tiêu của Hezbollah trên khắp Liban. Các cuộc không kích diễn ra trên khắp đất nước, từ Bin Jibben và Aitarun ở phía nam, cho đến Banbek ở thung lũng Beka phía bắc, chỉ trong 4 ngày, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9, các cuộc không kích của lực lượng Israel đã khiến trên 700 người Liban thiệt mạng. Trong số đó có 50 trẻ em và 94 phụ nữ. Ngày 27 tháng 9, Israel tuyên bố thủ lĩnh, kỳ cựu, lãnh đạo phong trào Hamas suốt 32 năm. Ông Hassan Nasrallah đã thiệt mạng. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ ám sát diễn ra trong một cuộc tập kích quy mô lớn vào khu dân cư ở vùng ngoại ô Beirut bằng 85 quả bom phá bom kê Công ước Geneva đã cấm sử dụng loại bom này ở các khu dân cư và các khu vực đông đúc. Bộ Y tế Công cộng Liban thông báo ít nhất 1.835 người đã bị thương trong các cuộc tập kích của Israel. Vào ngày 24 tháng 9, phòng trào Hezbollah đã trả đũa bằng một cuộc không kích bằng thiết bị bay không người lái, nhắm vào căn cứ hải quân Atlit của Israel ở phía nam Haifa. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc OCHA, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn. Ít nhất một triệu người Liban đã phải sơ tán, trong đó 90% người dân đã di rời trong tuần trước ngày 1 tháng 10. Nhiều người buộc phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, trên đường phố, bãi biển, công viên hoặc trong xe hơi. Xung đột đã lan rộng như thế nào? Theo ông Chita Pasi, phó giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Quincy Institute tại Washington bình luận, nếu có nỗ lực thực sự nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza ngay từ đầu, tình huống này sẽ không diễn ra. Ông Pasi khẳng định, Yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng leo thang hiện nay là lập trường của Mỹ trong việc tìm cách ngăn chặn Iran, các lực lượng ủy nhiệm và các đối tác của nước này trong khu vực trả đua Israel. Nhưng ngay từ đầu, họ đã không hành động để ngăn chặn Israel leo thang. Theo nhà phân tích này, nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden gây áp lực buộc Israel không leo thang, thì nỗ lực ngăn chặn các nước khác leo thang của ông sẽ thành công hơn. Thay vào đó, ông Biden đã quyết định cho phép Israel leo thang và bảo vệ nước này. Ông Denizhan Jekic, Phó giáo sư tại Đại học Mỹ gốc Liban ở Beirut cũng đồng ý với quan điểm trên. Ông cho rằng Washington và nước đồng minh đang bảo vệ Israel khỏi mọi trách nhiệm giải trình. Theo ông, cộng đồng quốc tế đã thất bại trong việc can thiệp vào cuộc xung đột ở Gaza. Ông Trời Kích nhận định, chính quyền Israel đã nói rõ rằng họ không có bất kỳ làn danh đỏ nào. Họ tiếp tục leo thang vì họ có thể. Phản ứng có chừng mực của Iran không thể được hiểu là một sự leo thang, mà đúng hơn là một nỗ lực nhằm ngăn chặn các hành động leo thang liên tục diễn ra hàng ngày của chính quyền Israel trong khu vực trong một động thái liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông. Theo truyền thông Anh ngày 3 tháng 10 cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Israel từ lâu đã là một trong những liên minh chặt chẽ nhất trong chính trị quốc tế. Tuy nhiên, dù Mỹ luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, Tổng thống Joe Biden mới đây đã khẳng định rằng ông không ủng hộ bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Israel và cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi căng thẳng tại Trung Đông gia tăng. Cụ thể, Mỹ không ủng hộ việc Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran do những nguyên nhân sau đây, Đầu tiên, Mỹ muốn tránh leo thang xung đột trong khu vực. Theo đó, một trong những mối lo ngại lớn nhất của Mỹ là việc tấn công Iran có thể gây ra một cuộc chiến tranh khu vực lớn hơn. Các cơ sở hạt nhân của Iran không chỉ được phân bổ tại nhiều địa điểm mà còn được xây dựng dưới lòng đất, khiến việc phá hủy hoàn toàn trở nên khó khăn. Một cuộc tấn công quân sự từ phía Israel có thể kích hoạt một cuộc trả đũa từ Iran và kéo theo sự tham gia của các lực lượng thân Tehran trong khu vực, dẫn đến nguy cơ leo thang xung đột khắp khu vực Trung Đông. Mỹ lo ngại rằng leo thang sẽ làm suy yếu không chỉ lợi ích chiến lược của cả Mỹ và Israel mà còn gây mất ổn định cho toàn bộ Trung Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell đã nhấn mạnh rằng với tình hình căng thẳng hiện nay, Mỹ lo rằng một sự kiện leo thang lớn hơn có thể gây nguy hiểm cho cả lợi ích chiến lược của Israel và Mỹ tại Trung Đông. Việc gia tăng xung đột còn nguy cơ đẩy Israel một cuộc chiến kéo dài. Ngoài ra, việc Israel tấn công cơ sở hạt nhân của Iran cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, Tehran đã tăng cường làm giàu urani, rút ngắn thời gian để chế tạo vũ khí hạt nhân. Một cuộc tấn công vào các cơ sở này có thể khiến Iran từ bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán quốc tế và thúc đẩy nhanh hơn việc phát triển vũ khí hạt nhân. Tổng thống Biden cho rằng các biện pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế vẫn là công cụ hiệu quả nhất để kiềm chế Iran. Washington có lý do lo ngại rằng một cuộc tấn công quân sự có thể dẫn đến sự trả đũa từ Iran và thúc đẩy thêm việc làm giàu urani, gây ra một cuộc chạy đua vũ trang không mong muốn trong khu vực. Không dừng lại ở đó, dù Mỹ luôn duy trì một liên minh chặt chẽ với Israel, nhưng Washington cũng không muốn bị kéo vào một cuộc xung đột quân sự không cần thiết. Dù Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa, Mỹ không muốn căng thẳng này biến thành một cuộc chiến khu vực một cuộc tấn công vào iran có thể làm suy yếu quan hệ đồng minh mỹ israel đặc biệt nếu mỹ bị buộc phải can dự vào cuộc chiến quân đội mỹ hiện diện tại nhiều quốc gia trong khu vực và việc leo thang xung đột có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của washington do đó washington đang nỗ lực hối thúc israel thận trọng và cân nhắc kỹ trước khi tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào cuối cùng chính quyền biden trong nhiều tháng qua đã cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn trong cuộc chiến giữa israel và hamas tại gaza một cuộc tấn công vào iran có thể làm giảm cơ hội thành công của các nỗ lực ngoại giao này như vậy quyết định của mỹ không ủng hộ việc israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của iran dựa trên nhiều yếu tố chiến lược bao gồm nỗ lực tránh leo thang xung đột ngăn chặn một cuộc đua vũ trang hạt nhân duy trì quan hệ đồng minh bền vững và bảo vệ các nỗ lực ngoại giao trong khu vực thay vì sử dụng sức mạnh quân sự washington vẫn tin rằng ngoại giao và trừng phạt kinh tế là con đường hiệu quả nhất để kiềm chế iran thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại